Cô xin chào cô và các bạn, cô tên là Kim Thiên Bảo, học sinh lớp 66 trường Trung học cơ sở Hoàng Mai. Hôm nay con sẽ thuyết trình về một sản phẩm tên là chatbot. Sản phẩm của con. Sau đây con sẽ trình chiếu sản phẩm đấy ạ. Nice to meet you again. Khi mới mở sản phẩm này lên, chúng ta sẽ thấy được một dòng lệnh Nice to meet you của máy tính. Sản phẩm này con có thể trả lời rất nhiều các câu hỏi mà con có thể đưa ra cho nó. Đầu tiên con sẽ gõ câu hỏi ở khung gõ câu hỏi. Nice to Rồi meet bấm vào you. nút gửi. Và sau đây là một số câu hỏi mà con đã lập trình để nó trả lời. I am 13 years old. Good morning. Tự nhiên đang Good afternoon. khi ta nhắn chào buổi tối nó. Nó sẽ chào lại ta. Mà khi ta hỏi về sở thích đồ uống của My nó sẽ favorite drink is water. cho biết là sở thích của nó là nước lọc. My favorite food is pizza. Khi ta viết YouTube thì nó sẽ giúp ta mở Okay. ra chương trình gì YouTube. Khi ta biết là nay là ngày bao nhiêu đi, Today's Saturday. thì nó sẽ cho chúng ta biết là hôm nay thứ bảy. Khi ta cần biết giờ thì It's 21:25. nếu chúng ta muốn mở trang trình duyệt Google Translate thì sẽ giúp chúng ta Okay. mở. Khi ta chào nó. See you soon. Ở đây thì có một nút chúng ta ấn vào nó và xóa tất cả các câu hỏi cũng như là câu trả lời của chatbot. Ngoài ra thì cũng có một trang lưu lại lịch sử mà những câu hỏi của con đã hỏi nó và chatbot trả lời. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Rồi vì thời gian không có nhiều nên là cô xin chốt lại cái phần nhận xét bài cho bạn Kim Bảo như sau nhé. Bảo tạm thời ẩn cái cửa sổ kết quả xuống để cho các bạn nhìn phần code. Các bạn có thấy gì ở hai phần code, hai file code này không? Chưa đi vào chi tiết, nhìn tổng thể nhé. Bạn thấy cái vấn đề gì ở đây không? Các bạn có thấy cái tệp main của cô nó có cái đoạn if and if dài cái bộ câu hỏi nó còn ở đấy nữa không? Chương trình chuẩn cô gửi nó, cô có để thế này đâu. Bạn bảo thực hiện, chưa thực hiện, tách cho cô cái bộ câu hỏi sang bên tệp computer. Tức là bạn bảo đang làm một cái việc nó gọi là song song, tức là đã tách sang bên này rồi, nhấc cái bộ câu hỏi sang bên này rồi, nhưng bên kia vẫn để nguyên là không đúng. Toàn bộ các cái bộ câu hỏi if and if ở bên tệp main của con chỉ để một lệnh duy nhất là cái gì? Là computer tách bằng computer.response tách thôi. Hết. Không có if and if gì cả. Cái bộ đấy mình đã đẩy ở bên cái hàm response bên này rồi cơ mà. Nó chỉ xuất hiện ở hàm response bên này thôi nhé. Bảo hình dung không? Có. Con có thể mở cái file ha. Tóm tắt kiến thức con tham khảo cái phần code mà cô đã đưa ra, cô đã show cả tệp computer lẫn cái tệp main lên để cho các bạn nhìn thấy rồi, mà con đang làm cái phần này nó bị thừa nên là cái phần code tại sao hai bên tệp nó lại code giống nhau được.
Mà bên tệp computer con xử lý được phần gọi là in hoa in thường rồi, nhưng mà bên tệp main thì con lại chưa text chấm lower gì cả. Đấy thì khi mà mình thao tác thì có thể nó sẽ bị gọi là phân biệt chữ hoa chữ thường. Đấy là cái phần đầu tiên mà cô nhìn thấy đập vào mắt là cô phải nói luôn là chỗ này là mình tách rồi thì mình không để lại bên tệp main nữa, mình đã nhấc nó sang tệp computer rồi. Đấy, đoạn này là chưa hiểu hiểu ý cái buổi đó cho cô này. Thế còn nhận xét tổng thể thì cô xin nhận xét bài phiên bản như sau. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì các bạn cũng đã nghe thấy phần trình bày của bạn cũng gọi là to rõ ràng rành mạch rồi, mặc dù là sức khỏe của bạn thì nó cũng không được gọi là ở thời điểm tốt lắm, bạn đang rất là mệt, bạn vẫn cố gắng xin thuyết trình đầu tiên để bạn nghỉ sớm. Đấy là một cái điều mà cô rất là đáng khen. Và bạn vẫn đang nói rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì sang đến phần chương trình thì các bạn thấy là các chức năng của bạn hoạt động với những chức năng cơ bản đó là gì ạ? Gửi được câu hỏi lên màn hình ô hội thoại ở phía trên và máy tính đã trả lời được, đồng thời đọc được cái đáp án đấy. Ok. Bạn cũng có sử dụng thêm được những cái thư viện như là thư viện thời gian để hỏi máy tính về giờ phút giây. Chẳng qua bạn không khai thác triệt để là thêm ngày tháng năm với thêm thứ thôi. Cũng có sử dụng thêm cái thư viện web browser để mở một cái link website bất kỳ. Thì đấy là bạn có phần sáng tạo thêm ở chỗ đấy thì đã có rồi. Bộ câu hỏi cũng khá là đa dạng rồi. Ở đây thì cô chỉ có nói như cái phần đầu cô nói là mình đã tách sang cái tệp computer cái đoạn. Cái bộ này chúng ta gọi là bộ câu hỏi để chúng ta huấn luyện con chatbot. Cái phần này nó chính là AI này. Nó thông minh hay không là do chúng ta huấn luyện bộ câu hỏi cho con bot của mình. Và cái bộ câu hỏi này nó chỉ nằm ở tệp computer thôi. Mình không đặt nó nằm ở tệp main nhé. Bên tệp main mình chỉ gọi cái hàm response bên tệp computer sang. Cô chấm cái phần này là phần gọi là nhận xét bài tập về nhà các bạn. Khoảng từ cái buổi học phần này đến cái buổi chúng ta thuyết trình là cũng khoảng 3 buổi. Và cô cũng gần như là cô đều nhận xét. Có mấy bạn cô góp ý. Thì bạn kia bảo là không không để ý rồi. Các bạn mà chụp mà cô nhìn thấy thế này là cô đều góp ý là mình đã tách rồi thì mình sẽ không để tệp main.py nữa nhá. Thế con thấy là cái phần code mà con để bên main.py nó bị thừa. Con chỉ cần gọi mỗi hàm computer.text thôi chứ con không cần phải if and if gì cả. Đấy. Tuy nhiên thì chương trình của bạn vẫn chạy ok nên là cô sẽ vẫn gọi là chúc mừng bạn Bảo đã báo cáo thành công cái sản phẩm sáng tạo này. Và cái là rút kinh nghiệm mà cô xử lý lại cái đoạn đấy để cho nó gọi là ngắn gọn hơn. Và có một cái mà các bạn góp ý thêm cho bạn bảo chưa xử lý được nữa là cái hàm mà khi mà mình gửi câu hỏi lên cái hàm send text của em ở trong tệp main ấy là em chưa thực hiện là xóa, tức là mình lấy được cái câu hỏi đấy đẩy lên rồi, đẩy xong là mình phải xóa ngay, nhưng mà đây con không xóa nên là nó vẫn còn. Thứ hai nữa là khi mình nhấn cái nút Leon, tức là cái hàm mà thực hiện cái chức năng xóa cái hộp thoại là nó lại đi xóa từ dòng đầu tiên. Mình phải chỉnh cho cô là xóa từ dòng 2 trở đi nhé. Mình không sẽ không xóa từ dòng đầu. Dòng đầu mình sẽ luôn cho nó hiển thị dòng chữ là gì ạ? Nice to meet you. Đấy thì là những cái góp ý mà các bạn đã góp ý cho bạn Bảo cũng như cô chốt lại cái phần góp ý đấy của bạn là chính xác. Thì bảo khỏe lại thì chỉnh sửa lại cái chỗ đấy để cho cái sản phẩm mình nó hoàn hảo hơn nhé. Rồi cô chúc mừng Bảo.